Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn. Tập 180. Thần Đạo Đan Tôn chương 1795, phá mở cánh cửa tiên vực. Thiên kiếp như vậy là cho người độ sao? Lăng Hàn thét dài lao vào trong lôi vân. Bùm 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 bùm. Lăng Hàn một đường nghiền áp đụng các người khổng lồ tan nát. Mở nó. Hằng Hà Cảnh chửi thề, giật mình quá mức quên mình đang thiên kiếp, bị tia chớp đánh trọng thương. Lăng Hàn đi tới đâu là vô địch đến đó, quy tắc dung hợp hai giới của hắn đạt tới cảnh giới hiện tại, dù trong minh giới hay thần giới thì sức chiến đấu không giảm bớt chút nào. Lăng Hàn lao vào trong lôi vân, dễ dàng có được dịch lôi kiếp. Tuy không uống nhưng ta chắc chắn hơi khác với trong thần giới. Dịch lôi kiếp bị lấy đi, lôi vân tan biến. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trong trời sao, thấy Hằng Hà Cảnh lúc trước tràn đầy nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ, đón lấy thiên kiếp của đối phương sau đó lao vào thiên kiếp. Chỉ một lúc sau thiên kiếp tan biến, Hằng Hà Cảnh sợ ngây người, run giọng cảm ơn Lăng Hàn, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Cũng vì Hằng Hà Cảnh bị Lăng Hàn hù sợ nên mới bị tổn hại nặng, không thì với thực lực thiên phú của gã dư sức độ qua thiên kiếp. Hằng Hà Cảnh thầm cảm khái, mọi người nói gã kỳ tài ngút trời nhưng từ hôm nay gã không còn kiêu ngạo gì nữa. Nhìn vị này đi, cái này mới gọi là oách. Lăng Hàn cười cười, kim quang đại đạo trải ra, hắn đi tiếp. Từ nơi này đến Hải Không Tinh mất hơn nửa năm, dọc đường đi Lăng Hàn gặp hai người độ kiếp, nên hắn ăn ké thiên kiếp hai lần, thêm bốn phần dịch lôi kiếp. Nửa năm sau, Hải Không Tinh xuất hiện trước mặt Lăng Hàn. Ong 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 ong. Kim quang đại đạo trải tới, cuồng loạn ma chủ đi ra đón ngay, bộ dạng hết sức cảnh giác. Mãi khi thấy rõ người đến là Lăng Hàn thì cuồng loạn ma chủ giật mình há to mồm có thể nhét hai quả trứng gà. Ma chủ, chẳng những là ma chủ còn là địa ma. Thật khó tin, mười mấy năm trước lúc Lăng Hàn đi chỉ, là Hằng Hà Cảnh. Lăng Hàn cười phá lên, trò chuyện với cuồng loạn ma chủ rồi nói ý định của mình. Lăng Hàn đi Hàn Vân Tinh báo cho bá kiếm ma chủ, hắn ở lại đây chỉ một chốc, sợ gặp thiếu nữ si tình Trúc Huyên. Sau cùng Lăng Hàn thông báo cho Âu Dương Thái Sơn, bảo gã mang người đến hội hợp. Lăng Hàn đợi hai năm mọi người mới tập hợp trên trời sao. Bá kiếm ma chủ, cuồng loạn ma chủ, Âu Dương Thái Sơn dùng không gian thần khí mang theo người, cùng Lăng Hàn xuất phát từ đường hai giới vào thần giới, đi tới Đại Hà Bí Cảnh. Bận đi bận về qua ba năm, trong quá trình Lăng Hàn được 20 phần dịch lôi kiếp trong minh giới, nhưng đây là cực hạn. Sau đó thiên địa minh giới giống bên thần giới, miễn có Lăng Hàn tham gia là thiên kiếp sẽ tan biến ngay, không cho hắn cơ hội lấy dịch lôi kiếp. Ba ma chủ khóe môi co giật, trừng mắt suýt lòi tròng. Lăng Hàn triệu tập mọi người, tuyên bố thời gian vào tiên vực, đã tới lúc, cho mọi người một tháng, sau một tháng liền vào tiên vực. Người cấm địa vừa hưng phấn vừa khủng hoảng, rốt cuộc có thể trở về cố hương thật sự. Nhưng lúc trước bọn họ bị đuổi ra, giờ trở lại tiên vực không biết có bị nhầm vào không. Đám vương giả trẻ như Tử Thần Phong, thiên hạ đệ nhị thì hừng hực chiến ý. Bọn họ có thể xưng hùng trong thần giới, tự tin dù vào tiên vực cũng sẽ đứng ngạo nghễ trên đỉnh, ai nấy hăng hái nôn nóng. Tinh Sa Đại Thánh, Lôi Hỏa Đại Đế, Thỏ Tử, Lão Tham đều trở về. Thạch Đầu Nhân suốt ngày theo Lăng Hàn như con cún. Tiểu Thanh rất là ngạo kiều, ngồi xổm sau lưng Lăng Hàn thường dương đôi cánh mổ mấy cái, rất là thần tuấn. Chúng nó đều được Lăng Hàn hết sức bồi dưỡng, đã ăn thánh dược. Lăng Hàn đưa tiên thiên thông linh quả cho nữ hoàng ăn, hắn tự tin có thể thăng tiến trong tiên vực, không cần dựa vào tiên dược tăng cao cảnh giới. Nếu trực tiếp tăng cao lực lượng thì Lăng Hàn không khách sáo nhận. Một tháng sau, đã đến lúc vào tiên vực, mọi người đã vào không gian thần khí. Các thánh nhân, ma chủ giao không gian thần khí cho Lăng Hàn rồi tự mình vào trong. Tuy hiện nay Lăng Hàn, nữ hoàng có thể phá mở cánh cửa tiên vực nhưng bọn họ lo hai người cùng lúc mở ra con đường thì nàng và hắn sẽ đi vào nơi khác nhau. Nên nữ hoàng giao nhiệm vụ này cho Lăng Hàn, nàng vào hắc tháp. Giờ chỉ còn một mình Lăng Hàn. Lăng Hàn đi vào vũ trụ tối tăm lạnh băng, hắn hít sâu. Sau khi vào tiên vực hắn sẽ được gặp phụ mẫu, nhi tử, hổ nữ. Ý nghĩ này luôn giấu trong lòng Lăng Hàn, giờ nó dâng lên cuồn cuộn vô cùng mãnh liệt. Lăng Hàn cười sang sảng, ta đến đây.
Lăng Hàn dốc hết sức xé rách không gian. Quy tắc hai giới trùng kích, Lăng Hàn dốc sức ứng đối. Trong phút chốc không gian vỡ ra từng tầng, hiện ra một cái lỗ đen ngòm. Lăng Hàn không vào cái lỗ, cánh cửa liên thông tiên vực chưa mở ra, giờ mà đi vào sẽ gặp hư vô không gian vô tận. Lăng Hàn tiếp tục đánh ngàn cú đấm, kiếm khí không ngừng chém ra, lỗ hổng rộng hơn, sâu hơn rất nhiều. Một luồng sáng mông lung dần hiện ra, như một mặt gương, có thể thấy mảnh thiên địa khác đằng sau tấm gương. Tiên vực dần trở nên rõ ràng trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn không chút do dự cất bước đi vào. Khi Lăng Hàn đi tới trước gương thì đánh ra một đấm cuối cùng. Rắc! Tiếng giòn vang khắp thiên địa, kinh động thần linh hai giới. Đây là bình chướng cổ giới và tiên vực, cần phải đại thánh quy tắc dung hợp hai giới mới đánh phá được. Bình chướng đã nát, cánh cửa tiên vực chính thức mở ra. Ầm! Linh khí vô tận ập đến, lỗ hổng sau lưng Lăng Hàn đang tự khép lại. Thiên địa có bản năng tự động khép lại, tốc độ mau kinh người nhanh chóng đè ép Lăng Hàn, ngăn cản linh khí ào ạt rót vào thần giới. Lăng Hàn lắc người bay hướng tiên vực, con đường sau lưng hắn nhanh chóng khép kín. Vèo, Lăng Hàn bay nhanh xuất hiện trên bầu trời. Sau lưng hắn là cái lỗ đen từ từ khép kín. Lăng Hàn đứng trên bầu trời, dưới chân là rừng rậm bao la khó miêu tả. Mỗi cây cao vạn trượng, lá to hơn căn nhà, kết trái siêu bự. Linh khí nơi này quá dồi dào, đậm hơn đại hà bí cảnh gấp mấy lần. Lăng Hàn chỉ nhìn sơ đã thấy có ít nhất 17 thần dược trên thập giai, cao nhất đến thập ngũ giai. Nhưng mà, phạm vi Lăng Hàn mở ra thần thức bị giới hạn, độ cao khi bay cũng bị hạn chế. Tiên vực khác với cổ giới, nơi này rất lớn, một tòa thành trì to bằng một hành tinh lớn. Nhưng nguyên tiên vực liền thành một thể, chỉ bị khu vực biển ngăn cách thành hai đại lục gọi là Đông Tiên Vực, Tây Tiên Vực. Trong khu vực biển có đảo giải rác, bảo là giải rác đó là tương đối với hai khối đại lục, thật ra một hòn đảo bằng một tinh vực trong cổ giới, lớn rung động. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1796, mới đến tiên vực. Nghe Lôi Hỏa Đại Đế nói biển cả cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ gặp tiên thú chảm trần, phân hồn, thậm chí tiên phủ, thăng nguyên. Nếu đụng phải tiên thú nóng tính hở chút là giải quyết luôn thuyền và người. Nên vượt biển là chuyện rất mạo hiểm, bình thường chỉ có thế lực siêu lớn mới mở hàng hải, thu phí chuyên chở cách xù, bay qua biển. Chỉ có trong mơ, vì bị hạn chế độ cao khi bay, gặp tiên thú cường đại nó há mồm một cái hút người đang bay xuống thì cũng gặp nguy hiểm. May mà Lăng Hàn tạm thời không cần lo về vượt biển, hắn còn không biết Côn Bằng Cung ở đâu. Bước đầu tiên là đứng vững gót chân. Lăng Hàn thả Lôi Hỏa Đại Đế, Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng ra khỏi không gian thần khí, Hắc Tháp. Lôi Hỏa Đại Đế vốn là cường giả tiên phủ cảnh, Đại Hắc Cẩu có mối dính líu với tiên vực. Lôi Hỏa Đại Đế cảm thán rằng rốt cuộc lại trở về. Bộ dạng Lôi Hỏa Đại Đế bây giờ là thanh niên 20 tuổi, trông không còn kỳ cục. Lăng Hàn hỏi, đây là nơi nào? Tiên vực lớn như vậy sao bổn tọa biết? Lôi Hỏa Đại Đế trợn trắng mắt, đừng nói bổn tọa, các tiên vương chưa chắc đi khắp góc tiên vực, huống chi còn nhiều cấm khu sinh mệnh dù là tiên vương cũng không dám vào. Lăng Hàn khẽ thở dài, không biết thì cứ nói không biết, kiếm nhiều cớ chi cho mệt. Đúng vậy, Đại Hắc Cẩu bỏ đá xuống giếng, tiểu hỏa tử, không hiểu đừng giả bộ hiểu. Lôi Hỏa Đại Đế hừ mũi, theo thân thể biến lớn thì tính cách cũng trầm ổn nhiều, không cùng Đại Hắc Cẩu hở chút là đánh nhau. Trước tiên tìm thành trì, đừng ở lại rừng cây nguyên thủy thế này. Hiện giờ thực lực của chúng ta gặp phải một con tiên thú gì cũng chết chắc, không có cả tư cách chạy trốn. Nhớ là đừng bay trên trời vì mục tiêu quá lớn. Nhóm Lăng Hàn, Nữ Hoàng nghe lời đáp xuống. Ở đây Lôi Hỏa Đại Đế có quyền lên tiếng nhất. Đại Hắc Cẩu thì, lời nó nói tin được không? Bốn người Lăng Hàn thật nhỏ bé trong khu rừng như vậy, một mảnh lá rơi lớn hơn bọn họ gấp mấy lần. Nhưng tiên vực không phải mỗi yêu thú đều cực mạnh. Lăng Hàn thấy có con kiến bình thường, kích cỡ lớn hơn nhiều, thực lực cỡ linh hải cảnh. Trong tiên vực thì cỡ này là bình thường. Nghe Lôi Hỏa Đại Đế nói đa số người mới sinh ra đã là phá hư cảnh, phụ mẫu càng mạnh sinh con có điểm khởi đầu càng cao.
nghe nói con của tiên vương mới sinh ra đã là Trảm Trần. Nhưng thế lực hơi có thực lực khi đứa bé chưa sinh ra đã đánh tan tu vi của đứa trẻ chuyển thành chất dinh dưỡng bẩm sinh để tăng cao thiên phú. Trong tiên vực tu đến sáng thế cảnh rất đơn giản, nhưng về sau muốn tăng cao thiên phú võ đạo cực kỳ khó khăn, nên đây là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa không phải ngươi muốn luyện hóa liền luyện hóa được, gia tộc ít nhất phải có lão tổ Trảm Trần cảnh mới có tư cách thi triển bí thuật như vậy. Đừng tưởng rằng lão tổ Trảm Trần không đáng tiền trong tiên vực, ngược lại hễ vào Trảm Trần đi thế lực nào cũng được trọng dụng. Nhưng đã có thọ nguyên vô tận thì lão tổ Trảm Trần nào muốn ăn nhờ ở đậu. Trong tiên vực, thế lực lấy đơn vị là thành trì, thế lực cấp tiên vương có được hàng ức thành trì, mỗi thành trì cỡ một hành tinh lớn. Bấy nhiêu đủ thấy thế lực mạnh cỡ nào, thành trì nhất tinh nhỏ nhất cũng có lão tổ Trảm Trần tọa trấn, nếu không thì không thể gọi là thành, chỉ có thể bảo là nơi tập kết. Bốn người Lăng Hàn đi trong rừng, bọn họ không có phương hướng, chỉ biết đi một hướng. Trong tiên vực không có ban ngày, ban đêm, trên bầu trời có vì sao điểm xuyết nhưng giống như tiểu thế giới, không phải ngôi sao thật sự mà là các thiên thạch to. Từ ý nghĩa nào đó thì không khác gì tiểu thế giới, chẳng qua nơi lớn hơn, quy tắc càng cao. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể tính thời gian suy ra đã qua mấy ngày. Khoảng 10 ngày sau, bọn họ đi ra khu rừng lớn, đằng trước xuất hiện một con sông vô cùng bao la, rộng cỡ ngàn dặm uốn lượn chảy dài không thấy cuối. Có thuyền. Sau lưng bọn họ có một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng. Thuyền lớn kinh người, cỡ vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng, nhưng đặt trong con sông lớn này thì không chút bắt mắt, không có vấn đề thân thuyền quá lớn khó quay đầu. Tốc độ thuyền rất nhanh, mau đến nỗi vượt qua bọn họ lướt hướng phía trước. Trong tiên vực giải phóng tốc độ tột độ thì một con thuyền có thể theo kịp Lăng Hàn dốc hết sức bay. Lôi Hỏa Đại Đế nói, giờ thì dễ rồi, đi dọc theo sông lớn giữa đường sẽ gặp thành thị. Bọn họ không lên thuyền xuôi dòng được nhưng tốt xấu biết đi theo sông sẽ gặp thành thị, cho họ viên thuốc an thần. Nhưng nếu đi ngược dòng có lẽ sẽ sớm gặp thành thị hơn. Bọn họ ngẫm nghĩ, vẫn quyết định đi tới trước. Sau một tháng, nhóm Lăng Hàn thấy một tòa thành to lớn. Phía trước, lớn không thấy giới hạn, chỉ thấy bên trái tòa thành đậu ít nhất mấy trăm chiếc thuyền. Đó là đường nước, bọn họ không thể từ con đường này vào thành. Nữ hoàng đeo khăn che mặt, nàng quá xinh đẹp, thực lực của họ bây giờ quá yếu trong tiên vực, nếu để tên công tử nhà giàu nào theo dõi thì rắc rối lớn. Hắc tháp thì không dùng nó càng tốt, chỗ này là tiên vực, có lẽ Trảm Trần hoặc phân hồn nhìn thấu bí mật của hắc tháp. Bọn họ đi vòng quanh khoảng nửa ngày mới thấy một con đường trên đất liền thẳng hướng thành trì. Đây là đường cái rộng mênh mông, rộng không thua gì con sông lớn kia, kéo dài đến dưới tòa thành. Cổng thành rộng lớn, đây là cửa thành sao, tựa như lạch trời. Cửa thành đóng kín, bên cạnh mở cánh cửa nhỏ có vệ binh canh gác. Dù là cửa nhỏ cũng rộng cỡ trăm trượng, cao ngàn trượng, vô cùng hùng vĩ. Lôi Hỏa Đại Đế ra hiệu tạm dừng rồi nói, nếu muốn vào thành thì phải thanh toán phí dụng, bình thường là tinh thạch, tức là tinh luyện từ thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa thiên địa đại đạo. Nếu không thì dùng thánh dược. Lăng Hàn và nữ hoàng liếc nhau, thầm cảm khái, vào thành mà phải thanh toán bằng thánh dược, đúng là cắt cổ. Lôi Hỏa Đại Đế nói, ở chỗ này không gian thần khí rất bình thường, giữ bên người không thể lừa được ai. Nếu chúng ta cứ như vậy vào thành sẽ bị coi là cố ý phá hư quy định của thành, khi đó sẽ có cường giả đến trấn áp chúng ta. Lăng Hàn gật đầu nói, vậy đành thả người ra ngoài. Bọn họ lùi lại khoảng vạn dặm, vì gần thành thị nên xung quanh không có yêu thú quá hung dữ, càng không có tiên thú. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1797, thật tình cờ. Thanh Vũ Thánh Nhân, Âu Dương Thái Sơn, Tinh Sa Đại Thánh xuất hiện. Lăng Hàn nói rõ tình huống cho bọn họ, đám thánh gật đầu. Đây là tiên vực, không chỉ linh, khí đậm hơn, quy tắc hai giới đầy đủ. Chỉ cần có đủ thời gian thì đám thánh nhân này đều có cơ hội thành tựu lão tổ Trảm Trần. Bọn họ có thể tu luyện thành thánh trong cổ giới chứng minh đều có thiên phú xuất sắc, tuyệt đối có hy vọng bước vào Trảm Trần cảnh. Bọn họ sẽ ngủ lại đây trước, vừa tìm thánh dược gần đây rồi từ từ đưa người vào thành.
Lăng Hàn mang bọn họ tới đây đã là tận tình tận nghĩa. Lôi Hỏa Đại Đế khuyên nhủ, mọi người thống nhất khẩu cung. Họ là dân bản xứ tiên vực, từ nhỏ sống trong tiên vực, không có liên quan gì với cổ giới. Nếu để lộ ra tiếng gió bọn họ sẽ bị truy sát, xử chết. Nên việc làm thứ nhất là dung hợp hai giới quy tắc, không làm được điều này thì đừng vào thành, bị người phát hiện tương đương với đang nói, ta đến từ cổ giới. Sắp xếp xong bốn người Lăng Hàn vào thành. Lăng Hàn dư sức trả bốn gốc thánh dược, nếu không phải Lôi Hỏa Đại Đế, Đại Hắc Cẩu không biết về Hắc Tháp thì hắn rất muốn thu nữ hoàng vào Hắc Tháp, đỡ tốn một gốc thánh dược. Khi bọn họ đến cổng thành bị một thủ vệ ngăn lại, dừng bước. Hai người này là cường giả Hằng Hà cảnh. Có 16 vệ binh, đều là đẳng cấp này, có thể thấy cấp bậc võ đạo trong tiên vực cao cỡ nào. Lôi Hỏa Đại Đế bĩu môi dùng thần thức truyền âm, chắc đây chỉ là thành nhất tinh, cùng lắm nhị tinh, không thì đã chẳng chỉ có lẻ tẻ vài Hằng Hà cảnh canh giữ. Lôi Hỏa Đại Đế còn bảo nếu là thành lớn ngũ tinh có tiên vương tọa trấn, thủ vệ tuy chỉ là sáng thế cảnh nhưng sẽ có một, hai lão tổ chảm trần ở xung quanh giám sát. Một thủ vệ thò tay ra, phí vào thành. Lăng Hàn nhịn đau, trước giờ toàn là hắn bóp cổ người khác giờ bị người ta cứa cổ, làm hắn rất ức chế. Lăng Hàn đưa ra bốn gốc thánh dược, may mà chỉ có thập thất giai, xem như an ủi. Thủ vệ xua tay, vào đi. Lúc qua cửa thành một tia sáng, bắn xuống quét qua cơ thể bọn họ, đây là đang kiểm tra có không gian thần khí không. Chẳng những phòng ngừa trốn vé, lỡ có cao thủ phe đối địch chứa nhiều không gian thần khí vào thành rồi đột nhiên làm khó dễ sẽ có vấn đề lớn. Bốn người vào thành Lôi Hỏa Đại Đế liền phủi mông bỏ đi, tiểu tử, vậy chúng ta mỗi người một ngả, bổn tọa muốn đi tiềm tâm khổ tu, vực dậy lần nữa, tiêu diệt tên khốn kiếp lúc trước chu sát bổn tọa. Lôi Hỏa Đại Đế nói xong tiêu sái rời đi. Đại Hắc Cẩu nói câu càng tức hơn, cẩu gia cũng đi tiêu giao đây, nhưng tiểu hàn tử đừng lo, bổn tọa đã nhớ mùi của ngươi, dù ngươi chết vùi vào mồ thì bổn tọa cũng sẽ tìm ngươi. Lăng Hàn đá, cút xéo đi. Đại Hắc Cẩu lắc mông chạy đi, phong tao mù mắt. Đại Hắc Cẩu đi rồi cũng tốt, giờ còn lại hắn và nữ hoàng, đương nhiên cộng thêm một đám người trong Hắc Tháp. Nói đây là thành trì nhưng khu vực lớn như hành tinh, nên nơi này có núi lớn cao vút đầm mây, có sông chảy xiết cuồn cuộn, có sa mạc nóng rực, băng nguyên lạnh lẽo, môi trường gì cũng có. Trên đường cái vô số người qua kẻ lại, không ai nhìn Lăng Hàn và nữ hoàng. Lăng Hàn cảm giác mình là người tiên vực, hắn và nữ hoàng từ từ đi dạo, nghe người qua đường đối thoại. Mới đến đây hai người không có kinh nghiệm gì, nên xem nhiều ít nói. Thật ra người tiên vực không có gì khác, trừ tổng thể đẳng cấp võ đạo càng cao ra ở đây hoàn toàn không khác gì với cổ giới. Lăng Hàn và nữ hoàng dọc đường nghe người ta nói chuyện, nói nhiều nhất là Thương Nguyệt Quân sắp chiêu quân dự bị. Biểu tình Lăng Hàn quái dị. Thương Nguyệt Quân, chẳng lẽ đây là Thương Nguyệt Thành? Thương Nguyệt Thành có Đinh Gia Đinh Tử Chân, Đinh Diệu Long, chắc không phải tình cờ vậy đi. Nhưng sự thật đúng là tình cờ. Thương Nguyệt Thành có ba thế lực chảm trần cảnh, Đinh Gia nằm trong số đó. Thương Nguyệt Quân tuy do ba thế lực chảm trần cảnh quản lý nhưng quyền sở hữu thì không thuộc về ba thế lực lớn này. Tại sao? Trong tiên vực thế lực nhỏ muốn tìm núi dựa, chảm trần tìm phân hồn tìm tiên phủ. Đến tiên phủ cảnh có thể xưng bá trong tiên vực, không cần tìm núi dựa nữa. Tiên phủ muốn tìm núi dựa cũng được. Ví dụ dưới thế lực tiên vương chắc chắn có cường giả thăng nguyên, tiên phủ cảnh. Thương Nguyệt Thành là thành nhất tinh, xếp chót, núi dựa của họ là thế lực phân hồn cảnh Hắc Nguyệt Giáo. Núi dựa vào Hắc Nguyệt Giáo là phó gia. Nên về mặt lý luận Thương Nguyệt Quân thuộc quyền sở hữu của phó gia, nhưng thành trì được phó gia quyền lý có hàng vạn, phó gia sẽ không quản lý hết tất cả lớn nhỏ. Nên Thương Nguyệt Quân do ba gia tộc khống chế. Sau khi vào Thương Nguyệt Quân miễn biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội đi lên trên, tiến vào quân đội thành lớn tứ tinh, nếu biểu hiện càng nổi bật sẽ được vào thành lớn tam tinh, vào tầm mắt của phó gia. Trong tiên vực trở thành lão tổ chảm trần là có thọ nguyên vô hạn, nhưng tại sao cường giả đẳng cấp như phân hồn, tiên phủ rất hiếm hoi? Một vì tiên pháp cao cấp hiếm có, hai là vì tài nguyên tu luyện. Không phải ngươi sống lâu mấy ức, mấy trăm ức năm là giải quyết được. Nên đi vào đại giáo, đại gia tộc là con đường nổi bật nhanh nhất cho võ giả tầng dưới chót. Trước mắt có một cơ hội, Thương Nguyệt Quân sắp chiêu nhân viên dự bị, trăm năm mới có một lần,
bỏ qua lần này là phải chờ thêm 100 năm. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng, nàng gật đầu. Bọn họ cần một cơ hội dung nhập vào tiên vực, Thương Nguyệt Quân là lựa chọn tốt nhất. Lăng Hàn và nữ hoàng đi tây bộ Thương Nguyệt Thành, thành phố này quá lớn, bằng một hành tinh lớn, hai người trèo non lội suối một ngày sau mới tới nơi. Đây là một dãy núi, chân núi đào ra một khoảnh đất trống, có thể cảm ứng rõ ràng được trận pháp bảo vệ, nếu bộc phát ra chắc có thể diệt gọn đẳng cấp từ sáng thế cảnh đến trảm. Trần, nơi này có rất nhiều người, hiển nhiên tham gia Thương Nguyệt Quân là cơ hội tốt để trở nên nổi bật, người có chút theo đuổi sẽ không bỏ qua. Nên người đông nghẹt, toàn người là người, không chỉ có nhân tộc, có rất nhiều nửa người, chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong vạn tộc thì nhân tộc bao dung cao nhất, nên rất nhiều nhân tộc thoạt trông là thuần huyết nhưng thật ra chảy huyết mạch yêu thú. Chỗ báo danh xếp hàng thật dài, Lăng Hàn và nữ hoàng xếp hàng phía sau. Trong cổ giới hai người càn quét tất cả đối thủ nhưng ở đây sáng thế cảnh không là cái đinh gì. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1798, nhập ngũ. Lăng Hàn, nữ hoàng vừa xếp hàng vừa ngóng nghe người xung quanh trò chuyện để tăng mức độ hiểu biết với tiên vực. Nhưng mọi người nói chuyện nhiều nhất là đợt chiêu quân lần này. Thương Nguyệt Quân tổng cộng tuyển nhận 1.000 người trở thành quân dự bị, 1.000 người chia thành 10 đội, mỗi đội 100 người. Từ nay trong 90 năm mỗi năm đào thải 1 người, cuối cùng mỗi đội sót lại 10 người, tổng cộng 100 người làm thành viên chính thức của Thương Nguyệt Quân bổ sung vào hao hụt. Tiên vực là nơi tràn ngập đấu tranh, tuy Thương Nguyệt Thành có chỗ dựa ít xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng đây không phải một tòa cô thành, cần làm ăn với thành khác vì thế gặp vấn đề vận chuyển. Giữa hai thành lớn chắc chắn có sơn tặc, nhiệm vụ của Thương Nguyệt Quân là dọn dẹp sơn tặc. Nếu để sơn tặc quá hung hăng ngang ngược không chỉ ảnh hưởng danh dự của Thương Nguyệt Thành cũng phá hỏng ích lợi thực tế. Làm sơn tặc cơ bản bên dưới Trảm Trần, lão tổ Trảm Trần của Thương Nguyệt Thành lười mất thời gian tìm tòi những sơn tặc này. Vì sơn tặc như cỏ dại tiêu diệt đám này sẽ mọc đám mới lên, luôn có người bí quá hóa liều muốn không làm mà hưởng vì vậy nhiệm vụ trừ cướp giao cho Thương Nguyệt Quân, đôi khi sẽ được thương đội thuê hộ tống kiếm chút thu nhập thêm. Tóm lại tham gia vào Thương Nguyệt Quân sẽ được tài nguyên tu luyện cố định, lập quân công sẽ được tiên pháp, đôi khi có thu hoạch riêng. Trừ hơi nguy hiểm ra Thương Nguyệt Quân không có khuyết điểm gì. Thêm nữa một đường tăng tiến có lẽ cuối cùng sẽ được vào phó gia, nên ai cũng hăm hở muốn vào Thương Nguyệt Quân. Tốc độ tiến lên của hàng người rất chậm, qua mấy canh giờ mà Lăng Hàn và Nữ Hoàng chỉ lên được một nửa, vì hai người xếp hàng rất muộn nên luôn đứng ở cuối cùng, không ai xếp phía sau. Chợt một người trẻ tuổi từ xa bay tới xông thẳng đến chỗ ghi nhanh. Thanh niên chen ngang, nhưng người ghi nhanh không xua đuổi, ngược lại khách sáo đăng ký cho thanh niên. Nhiều người rất tức giận, có người nhảy cẫng lên. Dựa vào cái gì? Đúng rồi, chúng ta tuân theo quy định xếp hàng tại sao hắn có thể chen ngang? Không công bằng, có người tạt nước lạnh, các ngươi không biết vị đó sao? Ai? Người kia lắc đầu như nhìn tên ngốc. Đó là thiên kiêu trong thế hệ trẻ Đinh Gia, Đinh Khiếu Trần. Thương Nguyệt Quân này là của người ta, chen ngang có là gì? Mọi người xẹp hơi. Có người lẩm bẩm, đây không phải của Đinh Gia mà là Phó Gia, dù Phó Gia xuống dưới còn có Hắc Nguyệt Giáo, có hai gia tộc lớn khác. Đinh Khiếu Trần là thiên tài có thiên phú võ đạo kinh người, nghe nói khi hắn ở Hằng Hà cảnh tu ra hơn 600 vạn ngôi sao, hiện giờ thành tựu Thánh Vương, cùng đẳng cấp sao sánh bằng. Ai, ta vốn muốn giành chức đội trưởng giờ thì áp lực lớn nhiều, 10 vị trí đã thiếu bớt một. Kỳ lạ, Đinh Khiếu Trần còn cần vào Thương Nguyệt Quân kiếm quân công sao? Hắn muốn tài nguyên tu luyện nào mà không có? Ha ha, chắc muốn tới đây khoe khoang. Có người ra vẻ cao sâu lắc ngón tay, sai, sai rồi. Thấy người xung quanh nhìn mình, cười đắc ý nói, đó là bởi vì hôm nay có một người đến đây, Đinh Khiếu. Trần tới là vì người đó. Mọi người hỏi dồn, ai vậy? Người đó ra vẻ bí hiểm nói, chờ chút nữa các ngươi sẽ biết. Phía trước đột nhiên truyền đến oanh động, người phía sau lao nhao, chuyện gì xảy ra? Bọn họ không dám thả thần thức ra xem, nơi này có một vị cường giả Trảm Trần tọa trấn, ai dám thả thần thức xem xét trước mặt y. Rất nhanh có người đằng trước báo cáo,
Đinh Khiếu Trần là tư chất tam tinh. Mọi người giật mình kêu lên, cái gì? Trong tiên vực có cách đo thiên phú võ giả, tức là năng lực chiến đấu vượt cấp, còn có tiềm lực trưởng thành vân vân, khác hẳn với cổ giới. Bình thường tư chất nhất tinh đáng giá bồi dưỡng, nhị tinh là thiên tài, tam tinh là thiên tài trong thiên tài. Không uổng là vương giả trẻ trong Đinh gia, quá kinh người. Có người run giọng hỏi, đây là ba gia tộc lớn bồi dưỡng ra đệ tử sao? Trước đó có mấy nhân tài đỉnh cấp nhưng cũng chỉ tới tư chất nhị tinh. Đa số người chỉ có tư chất nhất tinh. Mọi người lắc đầu, chênh lệch quá lớn, lớn tới nỗi làm bọn họ không ghen ghét nổi, chỉ có thể ngước nhìn. Bèo. Bóng một người từ xa bay tới, áo đỏ chói mắt, một thiếu nữ đẹp tựa nàng tiên, răng trắng mắt sáng da thịt nõn nà, tóc đen như mực hình thành đối lập rõ ràng, rất là động lòng người. Đó là Mạo Thư Ngọc, nữ nhi duy nhất của Mạo Đại, Đại Thống lĩnh Thương Nguyệt Quân. Ui, Đại Thống lĩnh Mạo Đại, đó là lão tổ Tam Trảm. Mạo Đại Nhân là một truyền kỳ sống, năm xưa đơn độc đến Thương Nguyệt Thành, không ai ngờ Đại Nhân trong vòng ba nguyên năm đã thành lão tổ Tam Trảm. Ta hiểu rồi, Đinh Khiếu Trần đến vì Mạo Thư Ngọc. He he, Mạo Đại Nhân là lão tổ Trảm Trần duy nhất trong Thương Nguyệt Thành không thuộc về ba gia tộc lớn, còn là Tam Trảm. Với thành tựu yêu nghiệt của đại nhân chắc chắn sẽ thành tựu tứ trảm đại viên mãn, khi đó rất có thể được phó gia trực tiếp điều đi. Bay lượn trời cao, tương lai tươi sáng. Nên ba gia tộc lớn đều muốn có quan hệ tốt với Mạo Đại Nhân, dù đại nhân luôn ở Thương Nguyệt Thành, lão tổ Tam Trảm đã là cường giả đỉnh cao, đáng để không tiếc mọi giá tranh giành. Huống chi nữ nhi của Mạo Đại Nhân không kém cỏi gì, là cuộc mua bán bảo đảm nhất. Ai? Nếu ta lấy được về thì tuyệt quá. Mọi người bàn tán xôn xao. Thiếu nữ áo đỏ không dựa vào thân phận chen ngang như Đinh Khiếu Trần mà ngoan ngoãn xếp hàng, vừa lúc đứng sau Lăng Hàn, nữ hoàng. Đinh Khiếu Trần từ phía trước đi xuống, biểu tình kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt. Nhưng khi Đinh Khiếu Trần đứng trước mặt Mạo Thư Ngọc liền mỉm cười nói, Thư Ngọc cần gì xếp hàng chung với đám tiện dân này, ta mang nàng lên trên đị. Đinh Khiếu Trần, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta? Mạo Thư Ngọc không lĩnh tình, hoặc kêu ta là Mạo cô nương hoặc gọi ta là Mạo Thư Ngọc. Đinh Khiếu Trần bị đâm, sắc mặt hơi lúng túng. Đinh Khiếu Trần liếc mắt qua Lăng Hàn, nữ hoàng, giận chó đánh mèo vào hai người, quát, các ngươi nhìn cái gì? Tính cách Lăng Hàn không chịu thiệt, định cãi lại nhưng Mạo Thư Ngọc giơ tay ngăn, ngươi giữ với người ta làm gì? Ánh mắt Đinh Khiếu Trần âm trầm hung tợn trừng mắt Lăng Hàn. Vì nữ hoàng là nữ nhân nên gã cười nhạt thầm nghĩ chờ lúc sàn lọc sẽ giết Lăng Hàn. Đinh Khiếu Trần hừ mũi, nghênh ngang rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Thần Đạo Đan Tôn chương 1799, tư chất tam tinh rưỡi. Tên này cực kỳ hẹp hòi, chắc chắn đã ghi hận các ngươi. Mạo Thư Ngọc nói với hai người Lăng Hàn, yên tâm, có ta ở đây hắn không dám làm gì các người. Chờ bắt đầu sàng tuyển hai người đi theo bên cạnh ta bảo đảm các người bình an. Mạo Thư Ngọc rất tự tin, nữ hoàng bật cười nói, vậy xin đa tạ. Lăng Hàn quyết tâm chút nữa, nếu gặp Đinh Khiếu Trần sẽ cho gã biết trời cao đất rộng. Nữ hoàng lười để ý, lý niệm của nàng rất đơn giản, khó chịu, giết thôi. Đoàn người từ từ đi lên. Thường ra vài thiên tài khiến người giật mình, nhưng thành thị này quá nhỏ bé trong tiên vực, khó tuôn ra hiện tượng thiên tài yêu nghiệt giống Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Vũ Hoàng. Cuối cùng đến lượt Lăng Hàn, Nữ Hoàng rồi tới Mạo Thư Ngọc, đã không có người khác. Nữ Hoàng lên trước. Bước đầu tiên là trắc nghiệm, theo quy định khi nào đến hằng hà cảnh mới có tư cách báo danh, hạn mức cao nhất là sáng thế cảnh. Trảm Trần. Nếu có lão tổ Trảm Trần muốn tham gia Thương Nguyệt Quân thì Đại Thống lĩnh Mạo Đại sẽ đến đón chào, cần gì tới đây? Trắc nghiệm rất đơn giản, chỉ có một tảng đá nhưng bày ra trận pháp, dốc hết sức đánh một kích vào tảng đá sẽ phản ứng ra cảnh giới và tư chất của người bị trắc nghiệm. Chủ yếu quyết định sức chiến đấu, ngoài ra chất lượng nguyên lực, đặc biệt công pháp sẽ bị trận pháp ghi nhớ, phân tích, tổng hợp rồi đánh giá. Có thể nói khá chính xác, nữ hoàng vươn tay, bàn tay thon dài trắng nõn, năm ngón như thông xuân. Dù nữ hoàng đã che giấu khuôn mặt, thay áo rộng che dáng người hoàn mỹ, nhưng khi nhìn bàn tay này đã làm nhiều người say.
Đây là một yêu tinh có thể đảo điên thiên hạ, là họa thủy lớn. Vô số cặp mắt sáng rỡ nhìn chăm chú, nữ hoàng ấn nhẹ đá trắc nghiệm. Thoáng chốc đá trắc nghiệm tỏa ánh sáng trắng rồi nhanh chóng biến mất, hai bên đá nổi lên một sợi tơ mỏng. Đó là hai cột ánh sáng, một đỏ một tím, ánh sáng màu đỏ chỉ cao hơn màu tím một nửa. Nhân viên trắc nghiệm ngước lên nhìn nữ hoàng, lộ vẻ giật mình, sáng thế cảnh đại cực vị, tư chất nhị tinh rưỡi. Đây là thiên phú kinh người đứng sau Đinh Khiếu Trần. Nhưng thiên tài như thế không chỉ có một mình nữ hoàng, đủ xếp vào 10 hạng đầu. Sợi tơ đỏ đại biểu cảnh giới, tơ màu tím đại biểu cho tư chất, liên quan chặt chẽ, cùng sức chiến đấu. Sợi tơ tím cao hơn tơ đỏ chứng minh có năng lực chiến đấu vượt cấp, vượt qua càng nhiều thì năng lực chiến đấu vượt cấp càng cao. Đương nhiên đa số người hai sợi tơ ngang nhau, số ít thì tơ đỏ cao hơn tơ tím sẽ bị đào thải. Thương Nguyệt quân không cần phế vật, quân dự bị cũng không cần. Tư chất nhị tinh là kết quả nữ hoàng và Lăng Hàn bàn bạc, không thể quá chiêu diêu, hai người hiểu biết tiên vực, Thương Nguyệt thành rất ít. Nữ hoàng chưa qua trắc nghiệm như vậy bao giờ, lỡ lộ ra nhị tinh rưỡi. Người trắc nghiệm đăng ký cho nữ hoàng rồi phát một tấm thẻ, đậu, số của ngươi là 5572. Chưa bị chính thức nhận nên lười ghi tư liệu tên tuổi của họ. Nữ hoàng nhận thẻ, không nói chuyện, lui ra một chút chờ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói với Mạo Thư Ngọc, Mạo cô nương, lên trước đi. Làm nam nhân phải có phong độ, hắn là người cuối cùng vậy. Mạo Thư Ngọc không khách sáo, nàng tiến lên trước, hơi tập trung rồi đánh mạnh vào đá trắc nghiệm. Ánh sáng trắng dâng lên liền vụt tắt, sợi tơ đỏ và tím lại hiện ra. Nhân viên trắc nghiệm kinh kêu, sáng thế cảnh đại viên mãn, tư chất tam tinh. Lại xuất hiện một siêu thiên tài, không cho Đinh Khiếu Trần một mình kiêu ngạo. Nhưng cũng bình thường, một người là thiên tài Đinh gia, một người là nữ nhi duy nhất của đại thống lĩnh, sinh ra đã cao hơn người rất nhiều, giờ vượt xa người khác cũng bình thường. Nhân viên trắc nghiệm cố ý đứng lên giao thẻ số cho Mạo Thư Ngọc, Mạo tiểu thư, số của tiểu thư là 5573. Hết cách, phụ thân của nàng là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên trực tiếp của gã, không biểu hiện cung kính sao được. Mạo Thư Ngọc vội vàng nhận thẻ rồi đi ra, nhưng mới đi hai bước liền ngừng lại, nàng xoay người nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn nhường nàng trắc nghiệm trước, Mạo Thư Ngọc muốn nể mặt hắn, ít ra chờ hắn trắc nghiệm xong. Mạo Thư Ngọc vẫn nhớ lời hứa của mình là bảo vệ Lăng Hàn, nữ hoàng. Phương xa Đinh Khiếu Trần khoanh tay trước ngực, mặt cười nhạt. Lăng Hàn vốn muốn điệu thấp nhưng nhìn biểu tình của Đinh Khiếu Trần thì thầm bực, hắn liếc gã rồi đi hướng đá trắc nghiệm. Vèo, một luồng kiếm quang vụt qua, đá trắc nghiệm dâng lên ánh sáng trắng, sợi tơ đỏ và tím hiện ra. Nhân viên trắc nghiệm nhìn hòn đá, ngây ngốc nói, sáng thế cảnh, tư chất tam tinh rưỡi. Thứ này bị hư rồi sao? Tam tinh rưỡi? Đùa à? Đinh Khiếu Trần không cách nào giữ được bình tĩnh, cái gì? Đinh Khiếu Trần vọt tới, mặt gã xanh mét nhìn đá trắc nghiệm. Gã bị người vượt mặt, nơi này xuất hiện thiên tài tam tinh rưỡi. Ui! Lần trước xuất hiện tam tinh rưỡi là lâu thật lâu cỡ 3 nguyên năm khi Mạo Đại bộc lộ tài năng. Ngược dòng một chút là thiên kiêu mạnh nhất Đinh gia, Đinh Diệu Long. Thiên tài như vậy chắc chắn cuối cùng sẽ thành tựu tứ trảm viên mãn. Một nguyên năm là một ức năm, người trong tiên vực sống rất lâu, tính năm kiểu bình thường không tiện. Hơn nữa một kỷ nguyên là 12 vạn ức năm, ít cường giả nào qua được vì có ách thiên nhân. Nếu không thể luôn biến mạnh sẽ có ngày tiên vương cũng phải chết. Chỉ có bước vào trảm trần mới có thể thọ nguyên vô hạn. Đó là tại sao vô số nguyên năm phần lớn cường giả vì ách thiên nhân cuối cùng chết vào cảnh giới nhất trảm. Rất khó đột phá. Mọi người đều nói tiên vương cửu trọng, một trọng là một bước lên trời. Nhưng trảm trần, thăng nguyên cũng vậy. Trảm trần là chém một đao thiên ý với mình, sơ sẩy một cái không phải chặt đứt duyên trần mà là đạo quả của mình. Bình thường tư chất nhất tinh có hy vọng trở thành lão tổ nhất trảm, tư chất nhị tinh là nhị trảm, tam tinh là có tư cách trùng kích tứ trảm. Đương nhiên mọi thứ chỉ trên mặt lý luận. Có một điều chắc chắn rằng tư chất tam tinh rưỡi chưa chắc trở thành tứ trảm, nhưng muốn là tứ trảm ít nhất phải có tư chất tam tinh rưỡi. Ui, Đinh Khiếu Trần tràn đầy ghen. Tị nhìn Lăng Hàn, thật không tin được, một tiện dân mà có tư chất tam tinh rưỡi. Dù là gã tối đa chỉ có thể trở thành lão tổ tam trảm. Tuy tư chất không phải cố định không thay đổi,
tu luyện công pháp khác nhau hoặc ăn siêu tiên dược hoàn toàn có thể tăng cao hoặc hạ thấp tư chất. Nhưng không có gặp gỡ đặc biệt thì làm sao thay đổi được? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1800, sàng tuyển. Nếu Đinh Khiếu Trần biết Lăng Hàn, nữ hoàng chỉ tùy ý bộc lộ, tiềm lực thật sự hơn xa tam tinh rưỡi thì không biết có biểu tình gì. Nhân viên trắc nghiệm lại đứng lên, giao thẻ bài cho Lăng Hàn, đậu, số của ngươi là 5574. Có lẽ mấy năm nữa sẽ là một mạo đại mới, tạo ra một truyền kỳ mới. Mắt Mạo Thư Ngọc sáng rực nhìn Lăng Hàn từ trên xuống dưới, ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Lăng Hàn mỉm cười nói, ta tên Lăng Hàn, mới vào Thương Nguyệt Thành. Lúc trước luôn ở trong rừng núi, mãi đến không lâu trước trong núi bùng nổ thú triều, toàn thôn chúng ta hoặc chết hoặc tứ tán, nên chúng ta chạy nạn đến Thương Nguyệt Thành. Đây là hắn, nữ hoàng, Lôi Hỏa Đại Đế, Đại Hắc Cẩu đã thống nhất khẩu cung. Lăng Hàn. Đinh Khiếu Trần đến gần bễ nghễ Lăng Hàn, cho ngươi một cơ hội lớn, làm tùy tùng của ta. Đừng nghĩ đây là đang ô nhục ngươi, thật ra biết bao nhiêu thiên tài, cường giả muốn làm tùy tùng của ta nhưng không có cơ hội này. Không phải Đinh Khiếu Trần muốn nâng đỡ Lăng Hàn mà muốn giữ siêu thiên tài cạnh mình, sau đó tùy tiện tìm cách giết chết. Thiên tài đỉnh cấp Thương Nguyệt Thành có một mình gã là đủ, gã không cần ai ngang hàng với mình chứ đừng nói là vượt qua. Tất nhiên Lăng Hàn từ chối, không hứng thú. Đinh Khiếu Trần sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi đừng có được cái mũi lên mặt. Lăng Hàn lười quan tâm, cười nhạt, ha ha. Kệ hắn đi. Mạo Thư Ngọc khịt mũi, Đinh Khiếu Trần, bản cô nương cảnh cáo ngươi không được làm bậy. Ta định giới thiệu người này cho phụ thân, xem phụ thân có hứng thú nhận đồ đệ không. Nếu ngươi có ý đồ gì không nên có thì dù ngươi là người của Đinh gia thì phụ thân cũng dám chém ngươi. Ngón tay Đinh Khiếu Trần nhúc nhích, đây là biểu hiện gã rực cháy lửa giận. Đinh Khiếu Trần nhìn Lăng Hàn một lúc, nhếch mép cười nhạt. Chỉ là đại cực vị bình thường, dù có tư chất tam tinh rưỡi thì sao? Đinh Khiếu Trần có ưu thế hơn một tiểu cảnh giới, chẳng lẽ không thể bù đắp chênh lệch về tư chất nửa tinh được sao? Tiếp theo sàng tuyển toàn là đao quang kiếm ảnh, nếu bị gã giết chết thì sao? Quy định là quy định. Đinh Khiếu Trần không nói gì thêm nhưng trong mắt tràn đầy sát ý. Lăng Hàn thầm bực mình nghĩ nếu hắn có thể lôi ra Côn Bằng Cung làm gia hổ thì tốt rồi. Gặp kẻ đáng ghét thế này muốn giết liền giết, không cần lo bị thế lực sau lưng đối phương trả thù. Nhưng Lăng Hàn đã hứa với Hồ Vũ phải đẩy ngã Đinh gia, vốn hắn không thích hại lây người khác. Một gia tộc dù có tiếng xấu đến đâu cũng sẽ có vài người tốt, người vô tội. Nhưng hiện tại Lăng Hàn dứt khoát quyết định rồi, mặc kệ Đinh gia nhà ngươi có người tốt không, ta san lật đổ hết. Một nam nhân trung niên mặc kiểu quan quân xuất hiện, người nhận được thẻ hãy tiến lên, bắt đầu sàng tuyển. Nam nhân trung niên quan quân là một đỉnh thánh vương, trong cổ giới có thể nói là cường giả tuyệt thế nhưng tại đây thì chỉ là một quan quân bình thường. Đây còn là vì Thương Nguyệt Thành là thành nhất tinh, nếu chạy đến thành nhị tinh, tam tinh chưa biết chừng chỉ có thể làm binh sĩ tầng chót nhất, hơn 5.000 người tiến tới chân núi. Quan quân đi tới trước một bước, nói, với người hôm nay vượt qua sàng tuyển thì ta sẽ là giáo quan của các ngươi trong 100 năm sắp tới. Ta mặc kệ các ngươi là ai, đến, đây, vào tay ta thì các ngươi chỉ là một tên binh, rõ chưa? Hơn 5.000 người đồng thanh kêu lên, rõ. Ta tên Đồ Khang, các ngươi có thể gọi ta là Đồ giáo quan. Quan quân bổ sung thêm, giờ ta nói quy tắc sàng tuyển, xuất phát từ chỗ này, trèo qua 9 đỉnh núi. Nơi đó có nhiều huyết ảnh lang, thực lực từ hằng hà cảnh đến sáng thế cảnh. Các ngươi cần làm là mang một cái đuôi của huyết ảnh lang trở về. Đồ Khang tạm dừng sau đó nói tiếp, chỉ có 1.000 người mang về đuôi huyết ảnh lang nhanh nhất mới có tư cách trở thành quân dự bị Thương Nguyệt quân, còn người khác. Ta không cần biết vì lý do gì, đào thải hết. Trong thời gian này sống chết mỗi người tự chịu trách nhiệm, nếu sợ chết thì biến ngay bây giờ cho ta. Những quy định này thật ra mọi người sớm biết rồi, một số người không phải lần đầu tiên tham gia, nhưng có một ít lần đầu tiên tới thì thấy do dự. Cứ tưởng mình không sợ gì, nhưng khi đến một bước này thì vẫn run. Khoảng hơn 300 người bỏ cuộc, còn lại vẫn hơn 5.000 người, tỷ lệ rất cao. Đồ Khang búng tay cái bóc, sau đó ngồi xuống, vậy, xuất phát đi.
rầm rập. Hơn 5.000 người lao ra ngoài, lần này sàng tuyển chẳng những xem thực lực còn có phần vận may. Như Hằng Hà Cảnh tuy không đấu lại Sáng Thế Cảnh nhưng miễn may mắn gặp Huyết Ảnh Lang Hằng Hà Cảnh thì vẫn có cơ hội trở thành 1.000 người đi đầu. Mạo Thư Ngọc giữ lời hứa vẫy tay với Lăng Hàn, Nữ Hoàng, đi theo ta. Lăng Hàn, Nữ Hoàng không so đo, đi theo Mạo Thư Ngọc cùng thi triển thân pháp vượt qua rừng núi. Trong cổ giới tốc độ của thánh nhân ngang nhau, trừ phi Sáng Thế Cảnh chuyên tu quy tắc không gian mới nhanh hơn một bậc. Nhưng ở tiên vực thì tốc độ của Sáng Thế Cảnh không đồng đều, lý do là vì quy tắc của tiên vực hoàn thiện. Kết cấu thiên địa cực kỳ ổn định, muốn hình thành tốc độ cao phải vượt qua nhiều lực cản khiến tốc độ mỗi Sáng Thế Cảnh bị chênh lệch. Thánh Vương chắc chắn mau hơn Đại Thánh nhanh hơn Trung Thánh. Đương nhiên phép so sánh này không thích hợp với hai yêu nghiệt Lăng Hàn, Nữ Hoàng. Mạo Thư Ngọc không biết điều đó nên nàng chủ động giảm chậm lại, sợ bay hết sức thì Lăng Hàn, Nữ Hoàng không theo kịp. Dù vậy tốc độ vẫn rất nhanh, dù sao trong đội chỉ có hơn 300 thánh vương. Cuộc chiến sàng tuyển vào 1.000 hàng đầu là được, thành tích tốt một chút cũng chỉ là để khi tranh giành vị trí đội trưởng thì sớm đứng ra. Với Mạo Thư Ngọc thì chức vụ này chẳng là gì, có thực lực thì sợ gì. Đinh Khiếu Trần đi theo sau bọn họ, bộ dạng như chim ó săn mồi. Mạo Thư Ngọc hơi thả lỏng một cái là Đinh Khiếu Trần sẽ phát động một kích sấm sét giải quyết Lăng Hàn. Nếu Mạo Thư Ngọc không có mặt, Lăng Hàn rất vui lòng dụ Đinh Khiếu Trần đến góc hẻo lánh trừ khử tên khốn này, nhưng bây giờ hắn không thể diệt khẩu luôn nàng được. Lăng Hàn giơ ngón giữa hướng Đinh Khiếu Trần, môi mấp máy chửi tục. Ở chung với nhóm đại hắc cẩu lâu, nếu Lăng Hàn muốn chọc tức người thì thủ đoạn bao la, đệt mợ nó. Mặt Đinh Khiếu Trần đen như than, gã thề nếu Lăng Hàn rơi vào tay mình thì sẽ cho đối phương sống không bằng chết. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1801, bầy sói kinh sợ. Hơn 5.000 người vào trong núi rừng như đổ một thau nước vào đại dương, bé nhỏ không đáng kể. Huống chi mỗi người còn phải đề phòng người khác, ước gì cách người khác càng xa càng tốt. Sau lưng ba người Lăng Hàn rất nhanh chỉ còn một mình Đinh Khiếu Trần, một lúc sau gã cũng biến mất. Đinh Khiếu Trần không bỏ cuộc mà là giấu trong bóng tối tùy thời đánh lén. Lăng Hàn cười hỏi, có thể chạy nhanh chút không? Mạo Thư Ngọc ngạc nhiên, nàng cho rằng đây là tốc độ cực hạn Đại Thánh có thể làm được. Mạo Thư Ngọc đang định hỏi Lăng Hàn, Nữ Hoàng có muốn chậm chút không? Dù sao Đại Thánh không thể luôn giữ tốc độ cực hạn này mãi. Nhưng Lăng Hàn hỏi nàng có thể mau hơn nữa không? Người này đang cố khoe mẽ sao? Mạo Thư Ngọc không phải thiên kim thục nữ gì, tính nàng nóng như lửa, không trả lời nhưng tăng tốc độ lên một bậc. Mạo Thư Ngọc chạy một lúc quay đầu lại xem Lăng Hàn, Nữ Hoàng rớt lại đến đâu rồi, nhưng khi quay đầu nàng giật nảy mình. Lăng Hàn, Nữ Hoàng theo sát ngay sau lưng Mạo Thư Ngọc, cách có ba trượng. Cái này, Mạo Thư Ngọc giật nảy mình, tuy nàng biết tư chất của hai người này không tầm thường, một người là nhị tinh rưỡi, một người là tam tinh rưỡi nhưng kém hơn một tiểu cảnh giới mà sao hai người theo kịp nàng. Các ngươi đều là quái vật sao? Nàng không phục, từ từ tăng nhanh hơn nữa. Mạo Thư Ngọc hoảng sợ thấy Lăng Hàn, Nữ Hoàng vẫn ung dung đi theo, giữ khoảng cách ba trượng không nhiều không ít. Cực hạn của các ngươi ở đâu? Mạo Thư Ngọc dốc hết sức tăng tốc độ lên đến đỉnh, nàng hóa thành luồng gió xoáy. Nhưng rất nhanh Mạo Thư Ngọc phát hiện vẫn không thể thoát khỏi Lăng Hàn, Nữ Hoàng. Không không không, nàng thậm chí không cách nào buộc hai người lộ ra tốc độ cực hạn, vì họ vẫn giữ khoảng cách ba trượng với nàng, ai dám nói đây là tốc độ nhanh nhất của hai người. Mạo Thư Ngọc có thể tăng tốc độ lên thêm chút nữa nhưng đó là bí thuật, chỉ giúp nàng bùng nổ trong thời gian ngắn, vậy thì không có ý nghĩa gì. Vù 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 vù, ba người tiến lên như bay, Đinh Khiếu Trần theo sau thì co giò cắm cổ chạy nhưng khoảng cách với ba người Lăng Hàn cứ xa dần. Cuối cùng Mạo Thư Ngọc hoàn toàn mất dấu ba người. Dù ở trong Thương Nguyệt Thành không phải nơi nào cũng bình yên, nơi này có một số yêu thú bản tính dữ dằn, đã khai hóa linh trí nhưng ham mê săn bắt võ giả. Nên chúng nó bị bài xích ra ngoài văn minh võ đạo, đứng ở mặt đối lập với võ giả. 8. Yêu thú hung tàn này ở trong một ngọn núi to, chúng nó không bị đuổi tận giết tuyệt vì dành cho người ta luyện võ, ví dụ như bây giờ.
thường có con chim hoảng hốt bay khỏi rừng cây, tiếng hét thảm vang lên. Có khi là võ giả bị hại, có khi là yêu thú bị oanh giết, đường hẹp gặp nhau ai mạnh thì thắng. Tuy bọn họ chỉ cần leo qua 9 ngọn núi lớn nhưng địa hình trong rừng núi phức tạp, rất khó đi nhanh. Bọn họ mất một ngày mới đến ngọn núi thứ 9, nơi này có huyết ảnh lang. Mạo Thư Ngọc giải thích cho Lăng Hàn, nữ hoàng, hãy cẩn thận, huyết ảnh lang là yêu thú quần cư. Bình thường một ổ huyết ảnh lang có một lang vương, 4 đến 10 con hộ vệ, cộng thêm từ mấy chục đến trăm bầy sói. Lang vương và hộ vệ đều là sáng thế cảnh đỉnh đại viên mãn. Lang vương có sức chiến đấu kinh người, chùm trong sáng thế cảnh. Lăng Hàn, nữ hoàng gật đầu, hai người không thèm để mắt đến đàn sói nhưng nghe không mất mát gì. Mạo Thư Ngọc bổ sung thêm, dù sao chỉ cần một cái đuôi huyết ảnh lang là xong nhiệm vụ, chúng ta không cần vào ổ sói, chỉ cần tìm con nào đi lẻ là được. Lăng Hàn cười gật đầu nói, được rồi, nhưng bọn họ khá xui, rất nhanh phát hiện ổ sói nhưng bầy sói có cỡ trăm thành viên, hơn 30 con sáng thế cảnh đại viên mãn. Lang vương khủng bố hơn, Lăng Hàn dám chắc dù là Thanh Vũ Thánh Vương, Âu Dương Thái Sơn cũng không đánh lại con lang vương này. Một là vì quy tắc, hai là lang vương có sức chiến đấu cực mạnh nghiền áp yêu sói khác. Tính cách như Mạo Thư Ngọc đối mặt bầy huyết ảnh lang này cũng không dám coi thường, chúng ta canh chừng ở đây đi, chắc chắn sẽ có huyết ảnh lang đi lẻ. Lăng Hàn liếc mắt qua, chợt mắt sáng rực kêu lên, tay chỉ hướng ổ sói, nương tử nhìn kìa. Nói là ổ sói nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ có một tảng đá to nhô ra thành không gian che mưa chắn gió. Lang vương ngồi cao cao, trên tảng đá, da lông màu đỏ vô cùng uy vũ. Sau lưng lang vương là 8 con sói to hung thần ác sát cùng nó nửa ngồi xổm. Huyết ảnh lang khác ở dưới tảng đá to, có nằm ngủ, có chơi đùa. Chỗ sâu nhất dưới nham thạch có một gốc thực vật khỏe mạnh sinh trưởng, cách cỡ dặm vẫn ngửi được mùi tươi mát. Mắt nữ hoàng sáng rực, thánh dược. Lăng Hàn gật đầu nói, chắc là đại thánh dược, Phật tâm phục linh. Các ngươi tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng. Mạo Thư Ngọc vội nhắc nhở, tuy thánh dược tốt nhưng phải biết lượng sức mà làm, nếu đám huyết ảnh lang theo dõi thì chúng ta phải chạy trốn. Không khó sống, nhưng bị đàn sói truy sát thì bọn họ làm sao qua cuộc sàng tuyển được. Mạo Thư Ngọc mới nói câu đó xong nữ hoàng đã đứng dậy đi hướng bầy sói. Mạo Thư Ngọc tái mặt muốn ngăn nữ hoàng lại nhưng bị Lăng Hàn cản trở. Lăng Hàn nói, không sao, để nàng ấy đi đi. Mạo Thư Ngọc trừng mắt Lăng Hàn. Sao nhà ngươi bạc tình vậy, nữ nhân kia nhìn liền biết là thê tử của ngươi. Ngươi vì một gốc thánh dược mà trơ mắt nhìn đối phương vào hố lửa, đồ khốn kiếp. Lòng Mạo Thư Ngọc bốc lửa giận thầm nhủ sau này phải giữ khoảng cách với Lăng Hàn, loại người khốn nạn như vậy nàng nhìn đã buồn nôn. Nhưng cảnh tiếp theo làm Mạo Thư Ngọc trố mắt. Nữ hoàng đã giá lâm, bầy sói không hề công kích ngược lại quỳ rạp xuống như biểu đạt kính sợ với nàng. Cái này, Mạo Thư Ngọc dụi mắt, cảnh tượng trước mắt không thay đổi chút nào. Tại sao? Mạo Thư Ngọc tràn đầy khó hiểu, ngơ ngác nhìn nữ hoàng hái thánh dược, cắt đuôi 3 con huyết ảnh lang. Tuy 3 con huyết ảnh lang gào rú nhưng không nổi khùng lên, ngược lại càng nhút nhát hơn. Nữ hoàng xoay người, một bước xinh xen, vóc dáng thướt tha. Mạo Thư Ngọc là nữ mà cũng thấy tim đập nhanh. Lăng Hàn biết hắn và nữ hoàng tu ra 1.000 vạn ngôi sao mới đột phá sáng thế cảnh, sức chiến đấu nghiền áp tất cả sáng thế cảnh. Cùng là, võ giả không cảm ứng được, huyết ảnh lang chỉ biết giết chóc thì đã nhận ra. Chúng nó giết chóc, chúng nó cũng kính sợ cường giả. Nữ hoàng là vương trong vương, nên lang vương ngoan như con chó. Ngược lại vị cường giả chảm trần đến thì đàn huyết ảnh lang không tiếc tử chiến. Bởi vì chúng nó kính sợ vương giả thật sự. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Thần Đạo Đan Tôn chương 1802, cạnh tranh đội trưởng. Thiên tài, vương giả, hai chữ này hay bị lạm dụng. Ai biểu hiện xuất sắc chút là sẽ được đặt cho danh hiệu thiên tài nhiều hơn chút là đỉnh cấp, siêu thiên tài. Thật ra trong tiên vực chỉ có một loại người có thể gọi là vương giả. Không biết tiêu chuẩn đánh giá chảm trần, tiên phủ thế nào nhưng ít ra ở tiên cấp thì tu ra hằng hà cảnh cực độ mới xứng là vương giả. Vương giả như vậy rất hiếm, dù là đại giáo đỉnh cấp chỉ có thánh tử,
thánh nữ mới làm được. Nếu là thế lực khác thì đốt nhang mới ra được một người. Nữ hoàng đi về, nhoẻn miệng cười với Lăng Hàn, giao thánh dược cho hắn. Thứ này có thể trồng trong hắc tháp, khi nào cần dùng thì đào ra. Hiện hắc tháp đã mở ra tầng thứ 6, không tăng tốc độ thôi hóa thực vật sinh trưởng nhưng có thể cho vạn vật sống khỏe mạnh hơn, dược hiệu tốt hơn. Nữ hoàng đưa cho Lăng Hàn, Mạo Thư Ngọc mỗi người một đuôi sói, sau đó nắm tay Lăng Hàn cùng đi. Đã hái thánh dược, có đuôi sói rồi, nên về. Mặt Mạo Thư Ngọc chết lặng nhận đuôi sói, trong lòng còn mơ hồ, chỉ có ba chữ trong đầu, không thể nào. Mắt Lăng Hàn sáng rực, còn sớm, hay kiếm thêm chút thánh dược đi. Nữ hoàng gật đầu, miễn Lăng Hàn đề nghị thì nàng sẽ không phản đối. Mạo Thư Ngọc như cá chết theo sau hai người. Bọn họ càn quét, tổng cộng hái 6 gốc thánh dược. Mạo Thư Ngọc miễn cưỡng lấy lại tinh thần khuyên Lăng Hàn, nữ hoàng quay về không thì sẽ xếp hạng ngoài 1.000 người. Lăng Hàn còn chưa đã ghiền nhưng có lẽ sau này hắn còn quay lại đây được, không nóng nảy trong một lúc. Bọn họ quay về, dọc đường gặp mấy con yêu thú mắt mù đánh lén đều bị Mạo Thư Ngọc giải quyết dễ dàng. Một ngày sau, bọn họ trở lại địa điểm tập kết, xem số người quay về thì 3 người xếp hạng sau 6.700. Qua cửa là tốt rồi, qua nửa ngày 1.000 người đầu tiên đã đủ, sàng tuyển kết thúc. Đồ Khang mang ngàn người đi tới một quân doanh ở chân núi, đó là nơi bọn họ sẽ ở lại trong 100 năm. Chưa vào doanh địa liền cảm ứng hơi thở cường đại dao động vượt qua đẳng cấp sáng thế cảnh như chúa tể trí cao vô thượng. Lão Tổ Trảm Trần, một vị phó thống lĩnh của Thương Nguyệt Quân rút thời gian lại đây tọa trấn 100 năm. Trong Thương Nguyệt Quân có 6 vị phó thống lĩnh sẽ luân lưu đến đây tọa trấn, nếu không gặp vài kẻ khó chơi, sáng thế cảnh đại viên mãn không dàn xếp được. Có Lão Tổ Trảm Trần là ổn, sáng thế cảnh nào dám khiêu khích với cường giả. Giáo quan nơi này không chỉ có một mình Đồ Khang. Tổng cộng 10 người, bình thường họ luân phiên chỉ dẫn đệ tử làm sao phối hợp, đấu đơn là võ giả, hành động thống nhất mới là quân nhân. 10 giáo quan cùng xuất hiện, phó thống lĩnh ngồi trên đài cao như hòa vào thiên địa, rõ ràng thấy người nhưng ai nấy đều cảm giác bức bối không đánh lại đối phương. Đây chính là Lão Tổ Trảm Trần. Đồ Khang xin phép Lão Tổ Trảm Trần sau đó bắt đầu bước tiếp theo, bây giờ sẽ chọn 10 đội trưởng trong các ngươi. Dựa theo thành tích sàng tuyển 10 người này bước ra khỏi hàng 1700-534-5, 10 người được kêu tên bước ra khỏi hàng. Không có gì lạ, Đinh Khiếu Trần cũng ở trong số đó, lúc đi ra gã hơi khom người hướng Lão Tổ Trảm Trần trên đài cao. Lão Tổ Trảm Trần đáp lại, mở mắt ra nhẹ gật đầu. Khoảnh khắc Lão Tổ này mở mắt tựa như càn khôn vũ trụ sụp đổ, mọi người như thấy vô số hành tinh lớn từ trên trời rớt xuống, cảnh tượng diệt thế. Tất cả dùng mình giật mình phát hiện không có chuyện khác lạ gì xảy ra. Đây là quy tắc vị Lão Tổ Trảm Trần này tu, nghiêng hướng hủy diệt và giết chóc, mở mắt ra liền ảnh hưởng mọi người. Ai ý chí hơi yếu rất có thể sẽ bị ảnh hưởng cả đời, vĩnh viễn không nhảy ra ngoài được. Tu đạo đương nhiên tu thiên địa đại đạo, nếu ngươi bị nhốt trong đạo pháp của người khác thì làm sao thành công được. Có mấy người nhỏ giọng xì sầm, vị đó là Đinh Hổ Đinh Đại Nhân, Lão Tổ Nhất Trảm. Phó thống lĩnh Bạch Hổ Quân, rất nhanh người không biết thân phận của Lão Tổ Trảm Trần kia cũng đã biết. Thương Nguyệt Quân có một đại thống lĩnh là Mạo Đại, Lão Tổ Tam Trảm. Dưới đại thống lĩnh có 3 thống lĩnh lãnh đạo 3 quân đội tên là Thanh Long Quân, Bạch Hổ Quân, Chu Tước Quân. Tại sao là 3 mà không phải 2 hay 4, 5 đội? Vì Thương Nguyệt Thành chỉ có 3 thế lực lớn. Đoàn gia khống chế Thanh Long Quân, Đinh gia quản lý Bạch Hổ Quân, Long gia khống chế Chu Tước Quân. Từ ý nghĩa nào đó đại thống lĩnh Mạo Đại không có thực quyền. Dưới thống lĩnh là phó thống lĩnh, có 6 người, mỗi quân đội có 2 phó thống lĩnh. Mọi người lắc đầu, có Đinh Hổ ở thì Đinh Khiếu Trần chắc chắn sẽ được chức vụ đội trưởng. Với thực lực của Đinh Khiếu Trần không khó kiếm chức đội trưởng, tuy mọi người hơi bất mãn nhưng không mâu thuẫn gì nhiều. Quy tắc như sau, hiện tại 10 người này là lôi chủ nhận người khác khiêu chiến, thắng thì giữ lôi, thua thì đổi người giữ lôi. Giới hạn 3 ngày, 10 lôi chủ còn lại sẽ là đội trưởng. Ngoài ra mỗi trận chiến phải trong vòng nửa canh giờ phân ra thắng thua, nếu không phán người giữ lôi thắng. Sau mỗi lần kết thúc chiến đấu người thắng có quyền yêu cầu nghỉ nửa canh giờ, trong nửa canh giờ nếu không nhận được khiêu chiến thì lôi chủ trực tiếp thắng. Giờ,
Bắt đầu đi. Phong cách của Đồ Khang là quân nhân ngắn gọn, không lê thê. 10 người thiên kiêu tháp đi vào sân huấn luyện chính giữa doanh địa. Tiên vực cực kỳ cứng rắn, cộng thêm có một vị lão tổ Trảm Trần tọa trấn nên không cần lo chiến đấu kịch liệt phá hỏng doanh địa. Lôi chủ đã xuất hiện, người có ý muốn tranh giành đội trưởng quét mắt tới lui 10 người này, muốn tìm ai mềm nhất để xuống tay. Có 3 ngày nên dù là kẻ yếu nhất cũng sẽ nhanh chóng bị thay thế, có vội vàng ra tay cũng không ý nghĩa gì. Bị hạn chế nửa canh giờ, nếu không ai khiêu chiến thì lôi chủ đỏ ngồi vững ở vị trí đội trưởng. Nên khi nửa canh giờ sắp đến lục tục có người phát ra khiêu chiến với 10 lôi chủ. Quả nhiên 10 hạng đầu trong lúc sàng tuyển phần lớn là ăn may, một số người thì thâm tàng bất lộ giữ thực lực đến lúc này mới bùng nổ. Một vòng chiến đấu qua đi, 10 lôi chủ bị đổi hết 6 người, qua một nửa. Lăng Hàn nhìn một lão nhân, nói với nữ hoàng, người đó thực lực không tệ, hình như huyết mạch khác với người bình thường. Lão nhân kia chiến đấu là toàn thân sẽ phủ vảy giáp màu đen, như lớp giáp dày cui, có hiệu quả giảm bớt lực rất nhiều khiến lão không sợ đối phương công kích, xông thẳng ngay mặt. Đối thủ của lão nhân bị lão dùng cách này hạ gục trong vòng 10 chiêu. Nữ hoàng nhìn hướng một nữ nhân, còn người kia nữa. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1803, chiến với Đinh Khiếu Trần. Đó là một nữ nhân toàn thân bao trùm trong váy dài, khuôn mặt cứng nhắc, thoạt trông khoảng 20 mấy tuổi nhưng mặt khắc khổ như ai nợ tiền nàng, khiến người xem là ghét. Nữ nhân ra tay tàn nhẫn, điều khiển quy tắc hắc ám rất hiếm thấy. Hắc ám quét qua, mọi thứ bị ăn mòn, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng tu quy tắc hắc ám là cực dạ chi ám nhưng nghiêng về phụ trợ, khác hẳn loại ăn mòn đầy sức phá hoại. Lăng Hàn bĩu môi sang, hướng khác, còn có thiếu niên kia nữa. Thiếu niên kia khoảng 16, 7 tuổi, mặt còn nét trẻ con, thỉnh thoảng nở nụ cười ngại ngùng. Nhưng nếu ai cho rằng người này vô hại thì xui xẻo. Thiếu niên dùng kiếm, tốc độ siêu nhanh, rất sắc bén. Lúc trước thiếu niên liên tục ra 11 kiếm chặt đứt binh khí của đối phương, cuối cùng một kiếm đâm vào ngực đối thủ. Nếu không phải Đinh Hổ khẽ hừ đẩy lui thiếu niên thì đối thủ của gã đã là xác chết, âm hiểm, độc ác, vô tình. Đây là Lăng Hàn dán nhãn cho thiếu niên, gã nên đi làm thích khách, làm quân nhân thì chôn vùi thiên phú. Thiếu niên hấp dẫn Đinh Hổ chú ý, tuy gã hừ mũi bất mãn thiếu niên xuống tay ác với đồng bạn nhưng cũng vì thế mà xem kỹ thiếu niên. Nhân tài như vậy đáng để chiêu nạp vào Đinh gia, nếu bồi dưỡng tốt sẽ là sát thủ đẳng cấp Trảm Trần. Sức chiến đấu là tiêu chuẩn quan trọng nhất đo lường cường giả, nhưng trên đời không có quy định cường giả sẽ không chết trong tay kẻ yếu. Tất nhiên sáng thế cảnh muốn giết Trảm Trần là chuyện không thể nào, nhưng nhất trảm giết nhị trảm, tam trảm không phải là mơ. Ví dụ này thường xảy ra với sát thủ, không ai có thể luôn giữ trạng thái chiến đấu tốt nhất, luôn sẽ có lúc lơ là. Một sát thủ ưu tú sẽ nắm bắt được khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua này rồi ra tay lấy mạng. Thiếu niên ở trong mắt Đinh Hổ là báu vật. Tiếc rằng dù Đinh Hổ động lòng nhưng không dám trực tiếp đưa thiếu niên về Đinh gia. Ba gia tộc lớn có quy định nhân tài như vậy phải cạnh tranh công bằng. Nhưng nếu Đinh Hổ phát hiện trước thì có thể kêu gia tộc hành động ngay, điều tra sở thích và sở ghét của thiếu niên, đúng bệnh hốt thuốc. Sau 90 năm người không bị đào thải sẽ chính thức tham gia Thương Nguyệt Quân, trong 90 năm đó cũng là ba gia tộc xài đủ trò. Có hứa cho lợi lớn, có kén rể, tranh giành nhân tài quan trọng. Phần lớn thời gian không có ai lọt vào pháp, nhãn của ba gia tộc lớn, thiên tài rất hiếm hoi. Ví dụ Mạo Đại ngày xưa bị bao nhiêu là quý nữ của ba gia tộc lớn xem trọng, bất ngờ là gã không chọn ai. Cũng vì vậy không bị ba gia tộc khống chế, giữ địa vị độc lập tuyệt đối, giờ thì đã siêu nhiên khiến ba gia tộc tranh giành chiêu lãm. Cuộc chiến lôi đài tiếp tục, nữ hoàng tỏ vẻ sẽ không đi cạnh tranh chức đội trưởng, nàng muốn ở cùng Lăng Hàn. Trong hai người chắc chắn có một người sẽ làm binh, không thì đội khác nhau sẽ cạnh tranh nhau. Cường giả ra tay, trong quân chỉ phục dũng giả, nếu ngươi thừa dịp đối thủ kiệt sức mới đánh bại thì dù ngươi làm đội trưởng bên dưới ai thèm phục ngươi. Mạo Thư Ngọc đã tham gia vào chiến đấu, nàng là sáng thế cảnh đại viên mãn, lại có tư chất tam tinh, sức chiến đấu cực mạnh nên dễ dàng giành lấy vị trí lôi chủ.
Lăng Hàn luyến tiếc buông tay nữ hoàng, ta đi đây. Nữ hoàng dịu dàng gật đầu, mắt đa tình làm lòng người say. Lăng Hàn nhảy lên đến trước mặt một người, là Đinh Khiếu Trần. Thấy Lăng Hàn khiêu chiến Đinh Khiếu Trần thì nhiều người giật mình bật thốt. Người lúc trước khiêu chiến Đinh Khiếu Trần đều thua thảm, đã sắp hết nửa canh giờ không ai khiêu chiến với gã nữa, sắp trở thành người đầu tiên không cần qua 3 ngày đã làm đội trưởng, nhưng bị Lăng Hàn phá hỏng. Lần này Đinh Khiếu Trần phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới được. Tại sao phải khiêu chiến với Đinh Khiếu Trần? Chẳng khác nào tự hại mình. Đinh Khiếu Trần sửng sốt sau đó sắc mặt âm trầm, lúc trước gã không bắt lấy cơ hội không ngờ Lăng Hàn tự đưa lên cửa, tự tìm chết. Nếu là phó thống lĩnh khác trong 3 gia tộc lớn, nếu Đinh Khiếu Trần muốn giết người sẽ bị ngăn cản, nhưng Đinh Hổ sẽ ngăn gã sao? Ngươi chết chắc rồi. Đinh Khiếu Trần cười khẩy nói, phải nói ngươi ngu không ai bằng. Lăng Hàn bình tĩnh nói, miệng hôi quá, xuống giường chưa xúc miệng sao? Nói về đấu võ mồm, thì Lăng Hàn không sợ ai. Khóe môi Đinh Khiếu Trần cong lên, bây giờ miệng của ngươi càng cứng, tiếp theo chịu khổ càng lớn. Đối diện một người phải chết thì Đinh Khiếu Trần rất có phong độ, không bị kích thích lỗ mãng. Lăng Hàn cười tràn đầy khinh thường, ha ha. Dù Đinh Khiếu Trần có tu dưỡng cũng bị tiếng cười châm biếm chọc tức, biểu tình tức giận vô cùng. Đinh Khiếu Trần cố gắng hít sâu dặn lòng đừng chấp nhặt với tiểu tử này, giết là xong. Đinh Khiếu Trần vỗ một trường, tự chuốc lấy khổ. Ầm. Nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay to, trên 5 ngón tay có các mặt trời đen thui tỏa sáng, vô cùng quỷ dị. Lăng Hàn phồng má, vù, 5 mặt trời dần tắt, sau đó bàn tay hóa thành nguyên lực tan biến. Cái này, mọi người giật nảy mình như mới trông thấy Lăng Hàn, nhìn hắn chằm chằm. Đây thật sự là sáng thế cảnh đại cực vị sao? Thậm chí chưa đến đỉnh, cùng lắm là hậu kỳ. Tư chất tam tinh rưỡi đáng sợ đến thế sao? Đinh Hổ không kiềm được mở mắt ra quan sát Lăng Hàn. Với thực lực của Đinh Hổ có mở mắt hay không đều như nhau, thần thức quét qua đâu là tầm mắt gã đến đó. Nhưng cảnh tượng này quá giật mình, khiến gã bị rung động nên mới mở mắt ra. Đinh Khiếu Trần ngây người nhìn Lăng Hàn, gã không dám tin chiêu này của mình bị hóa giải đơn giản như vậy. Đây là tư chất tam tinh rưỡi, khiến đối phương có thể vượt qua một tiểu cảnh giới đối kháng với gã. Mợ, khoa trương quá vậy. Đinh Khiếu Trần hít sâu tự nhủ lòng không thể bị ảnh hưởng, gã còn chưa sử dụng bí thuật. Chờ gã dùng bí thuật thì dễ dàng trấn áp một sáng thế cảnh đại cực vị. Có bản lĩnh, nhưng trước mặt ta đừng nói ngươi chỉ là đại cực vị, dù là đại viên mãn cũng sẽ bị ta trấn áp. Bốp! Đinh Khiếu Trần mới nói xong đã bị tát một bạt tai, là Lăng Hàn tát. Tuyệt đối là cố ý, chờ Đinh Khiếu Trần nói hết câu mới tát, đánh mặt đau quá, vang rõ to. Đinh Khiếu Trần giống to, a, ầm, tóc Đinh Khiếu Trần dựng đứng, đôi mắt hóa thành màu trắng như tia điện. Đinh Khiếu Trần giận thật sự, bị người tát mặt ngay trước công chúng thì sao chịu nổi. Đinh Khiếu Trần giống to, chết đi. Lực lượng thời gian bao bọc toàn thân Đinh Khiếu Trần, gã lao vào Lăng Hàn, gã muốn nghiền nát cái tên chết tiệt này. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1804, không chịu nổi một kích. Đinh Khiếu Trần xông đến, được lực lượng thời gian bao bọc, vạn pháp không xâm. Lăng Hàn tùy ý búng tay một cái, phập. Kiếm quang chém vào người Lăng Hàn nhưng bị lực lượng thời gian nhẹ nhàng cắn nuốt, gã không bị ảnh hưởng. Hèn gì Đinh gia cố ý nhằm vào Hồ gia, cướp bí pháp của Hồ gia, môn tiên thuật này đúng là lợi hại. Thi triển lực lượng thời gian hầu như bỏ qua cách biệt sức chiến đấu, khiến kẻ thi thuật trở nên vô địch. Nhưng Lăng Hàn nắm giữ nhiều tiên thuật, hắn còn học được Tuế Nguyệt Thiên Thú, học bí pháp hoàn chỉnh từ Hồ Vũ. Bàn về nắm giữ tức tiên thuật này, Lăng Hàn không thua gì Đinh gia. Khác biệt ở chỗ tu vi của Lăng Hàn còn hơi thấp, chưa thể hoàn toàn bày ra uy lực của thức tiên thuật này. Niềm tin trở lại với Đinh Khiếu Trần, gã hét to, ha ha ha. Trước tuyệt học của Đinh gia ta thì ngươi là cái thứ gì? Tuy oanh giết Lăng Hàn cũng không rửa nhục gã đã chịu, nhưng để hắn sống thì đời này Đinh Khiếu Trần đừng mơ ngẩng đầu. Lăng Hàn mỉm cười, lại búng tay, vẫn là một luồng kiếm quang vụt qua xé rách lực lượng thời gian trên người Đinh Khiếu Trần.
nhưng vì lực lượng hơi yếu nên chỉ cắt rách lực lượng thời gian rồi biến mất. Chỉ một chiêu đã làm Đinh Khiếu Trần sợ hết hồn, gã vội khựng lại, biểu tình tràn đầy giật mình. Đối phương phá lực lượng thời gian của gã, tuy chưa tổn thương gã nhưng nếu chém thêm một nhát là gã tiêu đời. Sao có thể như vậy? Đinh Khiếu Trần vận chuyển tuế, Nguyệt Thiên Thu sẽ làm bất cứ công kích nào trở nên già đi. Gã là đỉnh Thánh Vương, tu vi cao nhất trong cảnh giới này rồi, muốn từ độ cao quy tắc nghiền áp gã thì chỉ có lão tổ Trảm Trần mới làm được. Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể? Chẳng những Đinh Khiếu Trần giật mình, Đinh Hổ cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Đinh Hổ trực giác Lăng Hàn chưa dốc hết sức, chưa dùng hết sức mà đánh bại được thiên kiêu trẻ tuổi của Đinh gia. Còn là sáng thế cảnh đại cực vị, ui, đâu ra quái thai. Đinh Hổ hơi do dự, theo lý thuyết thiên tài tư chất tam tinh rưỡi thế này Đinh gia nên hết sức giành lấy, nhưng xem tình huống hiện giờ dường như tiểu tử này có mâu thuẫn rất lớn với Đinh Khiếu Trần. Với ấn tượng ban đầu, tiểu tử này sẽ không có tình cảm gì với Đinh gia, sau này lấy ra điều kiện ngang nhau cạnh tranh thì khả năng Lăng Hàn nghiêng hướng Long gia, Đoàn gia lớn hơn nhiều. Nếu vậy thì, trong lòng Đinh Hổ tuôn ra sát khí. Mạo đại là vết xe đổ, mặc kệ gã tự do trưởng thành kết quả là gì. Giờ đã có thực lực uy hiếp đến ba gia tộc lớn. May mắn Mạo đại chỉ có một nữ nhi, nếu Mạo gia còn đàn cháu đống thì tương lai Thương Nguyệt Thành sẽ ra thế lực lớn thứ bốn. Bánh ngọt chỉ có bấy nhiêu, ai muốn chia cho người khác ích lợi của mình. Tốt nhất là Đinh Khiếu Trần phát uy giết tiểu tử này, đại chiến lôi đài lỡ tay là bình thường. Đinh Khiếu Trần sửng sốt một lúc rồi tỉnh hồn lại, gã lấy đao ra. Thân đao xanh biếc như làm bằng khúc gỗ, khi được lấy ra đao phát ra sát khí đáng sợ hóa thành cây to. Kinh người là cây dương cành múa may như roi. Nhiều người mặt xanh mét kinh kêu, bích huyết thực nhân thụ. Đây là một loại yêu thụ, thích săn người và yêu thú để ăn. Khi nó không nhúc nhích thì như cây cối bình thường, nếu ai đi tới dưới tán cây yêu thụ sẽ tấn công người không chút cảnh giác, dùng cành quấn chặt, cánh mọc gai có thể tiết, ra chất độc tê liệt mục tiêu trong tích tắc. Lấy thân cây làm chủ thể phong hồn phách yêu thụ vào luyện ra bảo khí sẽ có phần lớn uy năng của yêu thụ. Đây là một thần khí cực kỳ đáng sợ. Cuộc chiến lôi đài không cấm dùng binh khí, vì Thương Nguyệt Quân cần chiến sĩ thiết huyết có thể giết người chứ không phải võ giả luận bàn tỉ thí. Đinh Khiếu Trần cầm đao trong tay thì tràn đầy tự tin, thân đao phát ra ánh sáng xanh chiếu mặt gã xanh lẻ. Lúc trước Đinh Khiếu Trần không gặp đối thủ nên khinh thường sử dụng thần khí, giờ thì bị Lăng Hàn buộc phải lấy ra. Đinh Khiếu Trần không vội tấn công, trong thân đao có sát khí màu lục tuôn ra lan tràn bốn phương tám hướng, đó là hồn phách của bích huyết thực nhân thụ. Vì quá trình luyện hóa cực kỳ đáng sợ, hồn phách yêu thụ tràn ngập tức giận, sát ý lớn kinh người. Đinh Khiếu Trần là người nắm đao nên hoàn toàn miễn dịch với sát khí như vậy, những người khác thì bị ảnh hưởng. Bích huyết thực nhân thụ là loài thực vật yêu nhưng tu luyện bẩm sinh có quy tắc mộc hệ, quy tắc độc hệ, đây là điểm khác biệt của nó. Quy tắc vô hình dung hòa vào thần hồn của bích huyết thực nhân thụ nên trong sát khí mang theo độc tính rất mãnh liệt. Đi chết đi! Đinh Khiếu Trần lạnh lùng nói với Lăng Hàn, đoạn hồn đao ra, không ai còn sống. Lăng Hàn cười phá lên, ngươi không làm nghề kể chuyện cười thì uổng thiên phú hài hước thật. Nghe ta khuyên một câu, bắt đầu từ ngày mai đi trà lâu tử điếm trong thành đặt chỗ hành nghề đi. Mạnh miệng, Đinh Khiếu Trần dẫn động nguyên lực khiến uy lực trong thần đao phát huy nhanh hơn nữa. Lăng Hàn lắc đầu nói, vốn muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực không ngờ chỉ dựa vào thanh đao. Lười xem ngươi biểu diễn, Lăng Hàn lắc người lao vào Đinh Khiếu Trần. Thi triển điện thiểm khiến tốc độ của Lăng Hàn siêu nhanh, dù chưa thúc đẩy đến tột độ nhưng Đinh Khiếu Trần không thể bắt giữ được. Giống lúc trước Đinh Khiếu, Trần bị Lăng Hàn tát tai một cái, đến bây giờ gã không rõ tại sao mình ăn tát. Khi nắm tay của Lăng Hàn sắp đến trước mặt Đinh Khiếu Trần thì gã mới giật mình tỉnh táo lại, nhưng lúc này muốn hơ đao chém hắn đã quá muộn. Đinh Khiếu Trần đành dồn sức xuống chân thụt lùi ra sau, nhưng sao bằng Lăng Hàn. Bốp! Mặt Đinh Khiếu Trần trúng một cú đấm cứng rắn, gã lảo đảo thụt lùi. Đinh Khiếu Trần chưa đứng vững thì cú đấm thứ hai của Lăng Hàn đã giáng xuống. Bùm 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 bùm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lăng Hàn đấm hơn 10 cú. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, không chịu nổi một kích. Như chú giải cho lời bình của Lăng Hàn, Đinh Khiếu Trần bay lên rồi đập mạnh xuống đất.
Bốn phía tĩnh lặng, mấy trận chiến khác đều ngừng lại chú ý bên này. Đinh Khiếu Trần thật sự không chịu nổi một kích vậy sao? Từ đầu tới cuối Lăng Hàn chỉ búng ngón tay, vung nắm đấm chứ không sử dụng đại chiêu gì. Đinh Khiếu Trần thì sao? Nào là tiên thuật, nào là thần khí vậy mà không cản nổi một chiêu của Lăng Hàn. Đây là khác biệt giữa tư chất tam tinh và tư chất tam tinh rưỡi sao? Mọi người không tin. Có lẽ nếu cảnh giới hai người như nhau thì cách biệt như vậy còn có khả năng, nhưng Đinh Khiếu Trần rõ ràng hơn một tiểu cảnh giới, với ưu thế như vậy sao còn xảy ra chuyện đó được? Các bạn vừa nghe xong tập 180 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.